Hello Hà Nội Vlog, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình lại đến Dương Đức, các cháu đang chuẩn bị đi đông con diều của các bạn này. Tự làm. Các cháu nó tự làm đấy các bạn. Đấy, thấy chưa? Cũng đen đỏ, đuôi trắng các bạn. Thế con diều này cháu tự làm như thế nào này? Xin. Đấy, đây là các bạn. Cũng đen đỏ các bạn nhé, đàng hoàng nhé. Đuôi thì trắng các bạn. Đấy. Đuôi trắng trời lại màu đen. Đấy. Đây chưa? Được chưa? Cũng rất thích diều nha. Con đi cầm dây. Rất thích diều nha. Bây giờ hãy ra đi cho nào cho. Quách đang cầm dậy chạy. Bé bé nhưng rất thích diều các bạn ạ. Chạy mãi xa. Diều đen đỏ. Đứng từ từ ăn. Từ từ ăn. Từ từ. Để ông đến ông quay. Thấy chưa? Các bạn rất thích diều nhá. Cháu bé đông con diều ác chưa? Xem nào. Đâu, xem nào, thấy cháu thấy con diều này thế nào? Lên nào, thấy chưa? Này, đây này, đây này. Lên rồi. Chạy lên rồi các bạn ạ. Ôi, lên rồi. Đấy, sáo tự làm các bạn. Diều sáo tự làm. Cái lên rồi. Thấy chưa? Tự làm là diều sáo đấy. Lên rồi các bạn. Đang tra dây đấy. Ồ. Lên rồi. Ồ. Tự làm các bạn nhé. Lên rồi. Đúng ái trà đời các bạn ạ. Ái trời đời, quay. Lên rồi. Lên rồi các bạn. Nó trên cao. Đấy, những cánh đồng lúa rồi các bạn. Cánh đồng lúa đã vàng rồi đó các bạn. Hạt thóc vàng là hạt thóc vàng rơm đấy. Kìa các bạn nha. Đây, vẫn đang lên.
mấy con lên trên cao. Lên mà à, các bạn ạ, đấy, cháu bé rất thích diều các bạn ạ. Cháu lớp học lớp 7 đã thích diều 3 năm nay. Ôi, đây có lên à? Ôi, lên rồi. Đấy, sáo tự làm các bạn. Diều sáo tự làm. Đấy, lên rồi. Thấy chưa? Tự làm là diều sáo đấy. Lên rồi các bạn. Đang tra dây đấy. Lên rồi. Ôi. Tự làm các bạn nhé. Lên rồi. Đúng ái trả đời các bạn ạ. Ái trả đời. Quay. Lên rồi. Lên này các bạn. Lượng Vlog xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn xem video thật là vui vẻ. Các bạn xem nhớ xong nhớ ấn nút đăng ký kênh và nút like ủng hộ mình. Xin chào. Bé nhờ cũng rất thích con diều. Mình quay thu lên cho các bạn xem đấy, chứ nó là xa lắm rồi, trên mãi cao. À kêu. À, cứ to chưa các bạn, tự làm lấy các bạn. Ui, để là chưa, nó cũng kêu rất to nhá. Hai con liền. Con này. Toàn diều tự làm này các bạn. Diều sáo tự làm.
toàn diều sáo tự làm. Con kia thả dây dài lắm à, tí thôi hút đằng xa mà. Không nhìn thấy gì à? Một con trên này vẫn ở đây, con này là không thả dây đâu, dây đá im rồi. Lượng Vlog xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn xem video thật là vui vẻ. Các bạn xem nhớ xong nhớ ấn nút đăng ký kênh và nút like ủng hộ mình. Xin chào.